Kính chào quý vị và các bạn, do nhiều của vùng áp thấp nóng phía Tây có xu hướng phát triển và mở rộng, cùng với sự suy yếu của các hình thế gây mưa diện rộng trong những ngày qua, thời tiết khu vực Đông Bắc Bộ trong một vài ngày tới phổ biến có mưa vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, với nhiệt độ cao nhất ngày trong khoảng 34 đến 37 độ, có nơi cao hơn. Khu vực các tỉnh phía Tây Bắc Bộ về chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng, nhưng cường độ nắng không mạnh như phía Đông Bắc Bộ Nhiệt độ cao nhất trưa chiều trong 3 ngày tới vào khoảng 31 đến 34 độ, có nơi cao hơn. Vùng áp thấp nóng phía Tây cũng tác động mạnh mẽ đến thời tiết các tỉnh miền Trung. Dự báo trong 3 ngày tới, toàn khu vực sẽ phổ biến ít mưa trong ngày nắng đến sớm và kéo dài đến chiều muộn. Suốt dọc các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với mức nhiệt cao nhất từ 35 đến 38 độ, có nơi cao hơn. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, thời tiết ít mưa, nắng nóng gai gắt xảy ra trên diện rộng trong những ngày tới. Nhiệt độ cao nhất trưa chiều là 35 đến 38 độ, có nơi cao hơn. Có thể ảnh hưởng tới sức khỏe của con người cũng như tiềm ẩn khả năng cháy nổ, hỏa hoạn và cháy rừng. Tại khu vực Tây Nguyên, hiện nay do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam hoạt động với cường độ trung bình đến yếu, thời tiết toàn khu vực phổ biến có mưa rào rải rác và chiều tối. Ban ngày có nắng, biến có mưa rào rải rác và chiều tối ban ngày có nắng. Khoảng từ ngày 13, mưa rào và rông cũng gia tăng hơn, nhiệt độ cao nhất là 28 đến 31 độ, có nơi cao hơn. Khu vực Nam Bộ trong những ngày tới có mưa rào và rải rác, có rông về chiều tối do ảnh hưởng của gió Tây Nam có cường độ trung bình đến yếu. Ban ngày có nắng với cường độ vừa phải, mức nhiệt cao nhất thời điểm trưa chiều là 30 đến 33 độ, có nơi cao hơn.